Chương 23: Khởi nghiệp gian nan. Nhân sự tạm thời là đồng môn, hiện tại điều quan trọng nhất là thiết bị, nghĩa là tiền. Kỷ tình thở dài, "Tiền à, sau Tết cô phải tìm cách thu hút đầu tư, nhưng hiện tại cô chẳng có gì ngoài một ý tưởng, ai sẽ quan tâm đến cô đây?" Lệ Lệ nói, "Giai đoạn này tớ không giúp gì được nhiều, đợi công ty khởi nghiệp xong, nếu có vấn đề về thị trường hay bán hàng, tớ sẽ cố gắng giúp." Vì thú tử cũng nói, về nguyên liệu, tớ sẽ cố gắng giúp đỡ cậu. Bạn bè đều ủng hộ cô, nhưng bố mẹ thì lại không hài lòng. Sau khi về nhà dịp Tết, mẹ cô thường lải nhải. Con gái không cần phải sống mệt mỏi như vậy, vài năm nữa cũng phải kết hôn. Với điều kiện của hai gia đình, ở Bắc Kinh gom góp một ngôi nhà căn hộ không khó. Lương của con cũng cao, áp lực trả nợ cũng không lớn, sống bình yên thật tốt. Bố mẹ cũng chiều về hưu, không cần các con nuôi. Kỳ tình nghe vậy thì không vui, lúc nào cũng dục công việc còn chưa ổn định mà đã nghĩ đến kết hôn công việc còn dễ tìm mà nhưng con muốn tự làm chủ sao phải khổ mình như thế mẹ thấy các con làm việc rồi kết hôn cũng tốt mẹ không hiểu đâu đừng lo cho con nữa mẹ không lo mẹ cô lắc đầu thở dài hỏi vậy hôm trước con đến nhà của nhất trần ăn cơm bố mẹ cậu ấy nói gì kỷ tình lẩm bẩm không nói gì cô nói dối khi đến nhà của triệu nhất trần chúc tết mẹ của triệu nhất trần vô tình nói rằng tiền kết hôn của con trai đã chuẩn bị sẵn nhưng triệu nhất trần đã chuyển chủ đề từ khi học cao học mỗi năm cô đều bị dục kết hôn một cách ngầm năm nay nếu không phải cô đột ngột nghỉ việc chuyện kết hôn có lẽ đã được đưa lên bàn bạc nhưng triệu nhất trần không cầu hôn cô chỉ vì anh quá hiểu cô hôm đó khi ra khỏi nhà triệu nhất trần kỳ tình hỏi anh có muốn kết hôn không triệu nhất trần suy nghĩ một lúc nói bây giờ cảm giác ở bên em không khác gì kết hôn cả kỳ tình cười ôm lấy cánh tay của anh nũng nịu đợi em công việc ổn định được không được anh quá hiểu cô cũng quá bảo vệ cô ngày cuối cùng của kỳ nghỉ khi đang thu dọn đồ đạc bố mẹ cô khuyên cô nên tìm việc sau khi quay lại bắc kinh kết quả đã xảy ra tranh cãi triệu nhất trần cũng có mặt anh khuyên bố mẹ của kỳ tinh hãy để cho kỳ tinh làm những gì cô ấy muốn nếu không làm bây giờ sợ sau này sẽ hối tiếc hơn nữa cô ấy không phải là người bốc đồng em thấy ý tưởng của cô ấy rất có giá trị và cô ấy có đủ năng lực để thành công bố kỳ tình nói các con còn quá trẻ con đường bình thường không đi cứ muốn đi vào con đường mạo hiểm phải đi đập đầu chảy máu mới hài lòng con bé là con gái tôi không muốn nó phải chịu khổ nếu thất bại tất cả công sức đều đổ sông đổ bể lúc đó chẳng còn gì không phải sẽ chẳng còn gì con vẫn ở đây mà triệu nhất trần cười nói thực sự trở lại vạch xuất phát con vẫn nuôi được cô ấy Bố mẹ Kỳ Tình không nói gì nữa, Kỳ Tình còn không lo lắng, trở lại Bắc Kinh và bắt đầu chuẩn bị cho công ty. Cô đặt tên cho công ty là Tinh Thần Khoa Học Kỹ Thuật. Số tiền đầu tiên đã vận hành công ty chính là toàn bộ số tiền tích góp của Triệu Nhất Trần và cô. Công việc nhanh chóng bắt đầu, thuê một địa điểm, thiết lập phòng thí nghiệm, mua sắm dụng cụ văn phòng, liên hệ đồng nghiệp, tuyển trợ lý kỹ sư, đăng ký công ty. Công việc phức tạp và tốn nhiều thời gian trọng tâm là nhanh chóng phát triển ý tưởng chính và kế hoạch của tình thần mặc dù chưa có thiết bị để làm sản phẩm nhưng ít nhất phải tạo ra sản phẩm mô phỏng trên máy tính để thu hút đầu tư trước đây khi đi làm kỳ tình bận đến mức không có thời gian bây giờ khởi nghiệp còn bận rộn hơn giai đoạn đầu của công ty rất hỗn loạn mọi việc lớn nhỏ đều phải do cô lo liệu gần như không có thời gian nghỉ ngơi nhưng từ lâu cô đã là người kiên định quyết tâm chịu đựng cứng cỏi của cô không kém gì các chàng trai cùng tuổi khi đã quyết định làm điều gì, cô nhất định sẽ cắn răng cố gắng đến cùng. trong tiềm thức, có lẽ cô có mong muốn và động lực phải trở nên mạnh mẽ hơn người khác. quan trọng hơn là cô có mục tiêu muốn đạt được trong cuộc đời. ít nhất không muốn sống một cuộc đời bình thường và bị vùi lấp trong đám đông. ít nhất không muốn bị người ta sảm sỡ, bị người khác dễ dàng quyết định vận mệnh. người đầu tiên cô liên hệ để đầu tư là sau nửa tháng, người đó được cho là đã đi từ xa đến. lúc đó, tinh thần chưa tạo ra được sản phẩm mô phỏng trên máy tính nhưng sau khi giải thích với đối phương, họ không bận tâm. Kỳ tinh rất hào hứng chuẩn bị kế hoạch và các tài liệu để gặp gỡ. Đối phương là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc bảnh bao, mặt mũi sáng bóng. Anh ta lật qua lật lại tài liệu rồi đặt sang một bên, nói chuyện liên tục về kinh nghiệm đầu tư của mình. Nào là giao thông, vận tải, thương mại điện tử, không có lĩnh vực nào là hắn không tham gia. Tôi chưa từng đầu tư vào lĩnh vực y tế nên rất quan tâm đến công ty của cô. Ngành nào cũng có thể suy thoái nhưng y tế thì không. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu gì về y tế cả. Nhưng tôi không cần hiểu, các cô hiểu là được. Kỹ thuật thì giao cho các cô, tôi chỉ lo phần tiền. Chỉ cần các cô có năng lực, tôi sẵn lòng đầu tư. Kỷ tình nghe hắn nói không ngừng trong hòng hơn một tiếng, cảm thấy có chút khó xử. Mặc dù cô hy vọng nhà đầu tư là người có tiền nhưng không can thiệp, nhưng ít nhất cũng phải dễ hợp tác chứ. Khi cô còn đang suy nghĩ, đối phương đã đưa ra giá. Thế này, tôi đầu tư 500.000, lấy 20% cổ phần. Thế nào, Cô lúng túng một lúc lâu rồi nói, công ty chúng tôi dự định gọi vốn vòng thiên thần là 20 triệu, lấy 10% cổ phần. Đối phương sững lại vài giây rồi cười phá lên như nghe được chuyện cười. Cô nghĩ mình là cái gì mà đòi 20 triệu? Tôi tưởng tôi giỏi, hóa ra cô còn giỏi hơn. Cuộc gặp kết thúc không vui vẻ, kỳ tình không ngờ nhà đầu tư đầu tiên mình gặp lại như vậy. Nhưng những người cô gặp sau đó, mặc dù có cảm giác tốt, nhưng khi nói đến số tiền đầu tư, họ đều có vẻ mặt như đang nhìn cả ngốc. Điều này khiến cho kỳ tình rất thất vọng, quyết định không đàm phán cụ thể trước khi có sản phẩm mô phỏng. Đến giữa tháng 3, nhân sự chủ chốt của công ty tinh thần cơ bản đã ổn định, ý tưởng và kế hoạch cho sản phẩm đầu tiên đều dần hình thành. Trong quá trình mô phỏng trên máy tính, họ đã chọn ngẫu nhiên một bệnh nhân cần đặt cầu nối tim đặc biệt từ cơ sở dữ liệu y tế và in ra một cầu nối tim phù hợp với tình trạng cụ thể của bệnh nhân này. Điều này làm cho kỳ tình vô cùng phấn khởi, cô lại tràn đầy hy vọng vào tương lai, việc mua sắm thiết bị đã trở nên cấp bách họ cần một khoản tiền lớn kỳ tình lại lao vào cuộc hành trình tìm kiếm đầu tư nhưng con đường đấy rất gian nan cô đã gặp giám đốc công ty nhà đầu tư chuyên nghiệp công ty đầu tư chuyên nghiệp gặp nhiều người nhưng ít ai đồng ý có người có mục đích không rõ ràng muốn sử dụng để niêm yết có người đòi hỏi quá nhiều không đồng quan điểm cô vẫn chưa tìm được nguồn đầu tư phù hợp người gần nhất với thành công có lẽ là một nhà đầu tư họ lưu rất đồng ý và quan điểm đến ý tưởng của tinh thần nhưng ông ta vẫn vấp phải vấn đề về số tiền đầu tư. Ông chỉ đồng ý đầu tư 9 triệu, chiếm 10% cổ phần. Kỳ tình không thể đồng ý. Có lẽ lúc đó cô vẫn chưa phục, nghĩ rằng họ có kỹ thuật, có nhân lực, sẽ góp phần lớn trong công sức. Còn đối phương thì bỏ tiền, mà lại chỉ đủ so với dự định, lại chiếm quá nhiều cổ phần, dựa vào đâu cơ chứ. Đối phương dường như chưa nhận ra suy nghĩ của cô. Khi đàm phán không thành, ông ta mỉa mai. Cô quá ngây thơ, trong xã hội này có rất nhiều người có kỹ thuật, có khả năng. Nhưng không có nhiều người có tiền nhàn rỗi, lại sẵn sàng đầu tư vào một thứ như cô. Chẳng có sản phẩm thực tế. Công ty kiểu này mỗi năm mọc lên vô số, chỉ là những người giàu có đầu tư thử vận may thôi. Những lời này như một cái tát vào mặt kỳ tinh, đau rát hơn lần đầu tiên. Vì trong suốt quá trình đàm phán, hai người đã cùng nhau nói về tương lai của tinh thần, rất hợp ý nhau. Không ngờ khi đàm phán không thành lại bị chế giễu, thực sự làm cô mất lòng tin.